Chào bà. Dạ. Bẩm ông bà. À, cậu con đã có mặt. Xin phép ông bà cho cậu con được chén rể. Sao ban ngày ban mặt, ngày rộng tháng dài sớm đến mà thi. Bây giờ đêm hôm khuya khoắt thì lúc vợ chồng ta đang thi với thành phố. Thôi được rồi. Nè, đường xá xa xôi, bọn chúng bay cũng vất vả. Cho thi. Nhưng mà đến đây thi thì đã biết luật chửa. Ây da, lắm rõ luôn ạ. Ây, rõ lắm rồi à. Lòng bàn tay. Thôi được rồi. Mặc dù các ngươi nói là biết rõ, nhưng ta cũng phải là nhắc lại để cho các ngươi nhớ. Hầu. Để tránh cái việc mà thằng ngu. Cái gì? Thì hay nói, mà thằng giỏi thì hay làm. Các thí sinh đến đây thi phải tuyệt đối giữ im lặng, không được nói nha. Nói là thua luôn. Trong quá trình thi mà ai mà xưng danh là coi như bị đuổi về luôn, là thua cuộc nha. Đấy, ai mà chiến thắng thì lấy được cô sen. Đấy. Còn ai mà thua thì phải trả 10 quan tiền và phần nô sẽ được thả chó để chó tiện ra ngoài cổng đuổi về nhá. Vậy bây giờ 10 quan tiền đưa đây. 10 quan tiền đây. Nhớ chưa? Xưng danh là thua luôn. Thua đấy. Nó nhắc lại mà đau hết cả đầu. Mà gà mà đang đêm mà nó phải gáy đấy là biết. Bà thấy không? Nên thằng này nó nhắc lại thế mà gà nó tức nó phải gáy. Thôi được rồi. Bây giờ ba người hãy vào rừng hái cho ta ba quả dại về đây. Ôi đang đêm mà việc của mày, ông lại vả cho mày vỡ mồm bây giờ. Tưởng cái gì? Bẩm ông, lúc đi đến nhà ông qua rừng, cậu con đã hái ba quả rồi. Cậu con hái ba quả rồi. Ôi giời ơi, bọn này nó giỏi quá này. Ba quả này, bé tí, nhét vào lỗ mũi cũng được. Đúng là quả rừng thật đấy ông ạ. Sao thằng này nó thuộc bài đấy hả ông? Thôi được rồi, bà cứ để xuống đây. Coi như nó vượt qua cửa ải thứ nhất. Bây giờ ta sẽ... Hay là... Thằng này nó hay chữ, mình cứ lấy chữ ra thử cài nó không ạ? Được. Đấy. Hầu đâu? Để con. Mâm ơi. Mâm. Mang mâm vào đây cho ông. Vâng ạ. Ông vào đây ạ. Mẫn, xong việc rồi. Ra ngoài đi. Vế đối của ta là cái mâm. Ôi trời ơi. Sao thế? Tao ra vế đối là cái mâm mà lại cắn thế là thế nào? Dạ. Đúng rồi đấy ạ. Dạ bẩm ông là cậu con ra thế là sát quá rồi gì nữa. Ông ra vế đối là cái mâm. Mà cậu con lại cắn.
đánh vào cái mâm. À, cậu con là có cái dự cảm rất là tốt. Thế con xin hỏi ông là cái mâm này ông đang định đem đi đâu? Ông sai con mang sang nhà thầy đề. Bây giờ ông sai mày mang cái mâm sang nhà thầy đề cho thầy đề mượn. Thế mà bây giờ nó lại cắn như thế thì mày có hiểu nó bế đối như thế nào không? Dạ, ông ơi, đầu con ngu lắm. Ông bảo con hiểu thế nào được ạ? Nhìn cái mặt là ta biết mày không hiểu rồi. Bà nó, thế bà nó có hiểu, nó cắn vào đây có ý gì không? Thì tôi mà hiểu được thì mà thôi, mấy đứa giải thích đi. Dạ bẩm ông bà, dạ ông ra phế đối là cái mâm, cậu con cắn vào cái mâm thành cái vết xước. Vết xước giống cái chữ xảo, xảo trong cái từ gian xảo đấy ạ. Dạ, ông đang định đem cho mượn cái mâm. Nhớ kẻ gian nữa đổi mất của ông bà thì sao ạ? Ý cậu con là muốn nhắc ông bà cẩn thận. Giỏi, dạ. Giỏi quá. Được. Điểm. Được rồi. Có nghĩa là nhưng nhà ngươi ngồi cho cái đầu gối nó xuống. Ôi. Đấy. Coi như là nhà ngươi đã vượt qua được phần thứ nhất. Bây giờ ta sẽ đối câu thứ hai. Ta sẽ đối câu thứ hai. Ông đang đi tìm cái chăn à? Hả? Ông lại vả mày vỡ mồm ra bây giờ đời này mày tìm chăn thì làm gì? Hả? Ông tìm cái gì? Để yên, tôi đang đi tìm cái... Để tôi tìm cho. Rồi, ta sẽ ra vế đối là cái đèn lồng. Ôi trời, tụt luôn sao? Thằng này. Nào. Ui, làm chúng mày nhờ. Chúng mày. Mất dạy. Dạ, bẩm tao ra vế đối là cái đèn lồng mà mày lại tụt quần, mày lại cười. Ôi trời, cậu con đối luôn rồi gì đấy. Dạ đúng bẩm ông. Cậu con đối như thế này sát sàn sàn cái con gì. Đèn lồng. Dạ vâng. Thế nào mà lại sát? Dạ, thế ông bà, để con giải thích luôn cho ông bà cái ý tứ đây nhá. Đèn lồng thắp sáng trung thu. Thầy liền đuổi thằng cu chân ra cầm. Hay không ạ? Quá giỏi! Bà thấy chưa? Ngày xưa tôi đến tôi hỏi bà mà tôi phải bước đến 6 bước rưỡi tôi mới ra được một vế đối. Thế mà bây giờ nó đi có một bước mà nó làm được ngay một bài thơ. Ta khá khen cho nhà ngươi. Coi như là phần thi chữ của ngươi như thế là đã xong. Mà bây giờ các ngươi cũng đã thấm mệt rồi. Hầu. Dạ. Dọn phòng cho các cậu đi nghỉ. Con cảm ơn ông bà Lý đã cho cậu cháu con ngủ qua đêm ạ. Dạ, bây giờ thì chúng con xin phép ông bà được đi nghỉ không dám làm phiền ông bà nữa. Đưa cậu đây và hai người hầu sang phòng bên cạnh nghỉ nhá. Dạ. Tụi mày phải canh chừng cẩn thận nhá. Nhà có khách lạ tao cấm mày ngủ, mày nghe rõ chưa? Dạ. Nhất là phòng của cô Sen. Mày canh phòng thật cẩn thận vào cho ông. Nếu mày chợp mắt có chuyện gì xảy ra với cô Sen thì ông mày cắt nha. Ông tin ở con.
trong cái tổng này bây giờ có người hay chữ đến thế, đầy một bụng chữ. Chuyện ông bây giờ người tài thì có thiếu gì đâu, nhưng vấn đề là vợ chồng mình phải tìm một người thật sự nhiều chữ và phải giỏi. Mà thôi, tôi đang đau hết mình mẩy đây này. Đi vào nhanh lên, không lại tàn hết rượu, lại phí là bây giờ chứ lại. Lại nữa à? Nữa chứ. Ôi giời, tưởng thôi rồi chứ. Thôi là thôi thế nào. Trời ơi. Chỗ ngủ là đây. Đấy. Vào, vào đi. Đây, đấy. Sách quý đấy. Cho gọn vào đi. Đấy. Đây là chỗ ngủ nhá. Các ông cố gắng nghỉ sớm đi. Không là mai tôi gọi dậy thì sớm đấy. Nhớ chưa? Hả? Bảo cậu ngủ. Ôi này, này. Ông làm cái gì đấy? Ngủ đi. Này. Cái gì? Hả? Nhà ngươi có nhầm không? Mưa gió như thế này mà để cậu cháu ta ngủ ở đây á? Ông cứ vẽ chuyện. Mưa thì một lúc nó tạnh, có làm sao đâu. Ngủ đi. Ôi giời, toàn mùi phân chuột, ui khôi lắm. Mà anh ơi, xem nào tìm cái phòng khác chứ. Dù sao cậu tôi cũng là một người học cao, hiểu rộng, quan cách. Ai lại ở cái nhà kho như thế này nhỉ? Này, thế bây giờ ý của hai ông là hai ông muốn đổi phòng ít ít đi hả? Muốn ra phòng mát hơn chứ gì? Đúng rồi. Thôi có phòng này mát lắm, rộng lắm. Đổi luôn đi. Nhưng mà chuyển trên bên tôi bảo nhá, chuyển cũng được ngay thôi. Nhưng mà nếu mà đang ngủ mà có cái nước gì nó vẩy vào mặt ấy thì cứ cố mà ngủ tiếp nhá. Chứ ngồi dậy á, đấy nó húc cho bụng mặt ra đấy. Thế là ngủ chung châu à? Châu à? Cậu thích châu. Châu với cậu là bạn. Trời ơi, ra chung châu ngủ để châu nó giấc cho nòi ruột ra. Cậu ơi, thôi cậu cháu mình ngủ ở đây cũng được. Thế cậu nhá. Châu với cả Tễu là bạn, ra đấy ngủ cho nó mát. Cậu về nhà được cái dễ tính vậy đấy. Nó nói đúng đấy. Dù sao nữa cậu ta là thân phận nó cao quý, mà biết đâu là thi đúng tuyển được làm rể nhà ông Lý thì tự nhiên là cậu ta ngủ cùng Châu là mất hết đi cốt cách rồi. Này, thế thôi ngủ đi nhá, ta đi đây. Thế đi à? Này, tôi bảo này, bọn tôi đi đường xá xa xôi, lô xem có cái gì ăn bỏ vào bụng cho đỡ đói. Có gì ăn cho ăn đấy. Này, thế cậu chủ lăn ra ngủ rồi mà đầy tớ lại cứ đòi ăn à? Tôi cùng là vẫn nô với nhau, tí tôi mang vào cho hạch. Khoai khó ăn lắm. Có cơm thịt cơm cá gì không? Có thêm tí rượu. Rượu hả? Gà nữa hả? Cả cá hả? Này, con nếu mà thích ăn đầy đủ thế thì ấy đi. Đi ngủ đi. Ngủ đi rồi ăn trong mơ nhá. Gớm lắm nữa. Đầy tớ mà đòi ăn cả gà. Mà này, tôi trông mặt hai ông quen lắm mà không nhớ
Hay là kiếp trước anh em mình cùng là nô giống nhau vậy? Đúng rồi. Cũng là nô à? Thế hai nô tên gì đấy? Nô tên Nghĩa. Nô tên Xuân. Nô tôi cứ ngủ đi, mấy người ngủ đi nhá. Mai có sức mà thì sớm tôi đi đạp nhá. Lại này, lô lô ơi, cùng cảnh lô với nhau, thôi hai củ khoai cũng được. Khoai thì lúc nào chạy trong túi. Tôi đi đi. Anh đừng đóng cửa. Cứ để nó đi đi. Tí tạnh mưa, mình xuống bếp. Kiểu gì kiếm được cái ăn, nó có đóng cửa thì mình phá cửa, lo gì. Ngủ tí. Đi đâu đây hả? Anh làm gì thế? Chào anh Hầu. Anh Hầu ơi, bọn tôi đói bụng quá. Đi kiếm cái gì ăn chứ? Anh làm gì mà dữ thế? Tôi kiếm cái gì ăn? Không có ăn cái gì cả. Đi vào, không được đi qua cái cửa này. Không được dám mở. Anh Hầu này, giữ nhỉ? Đóng cửa. Dữ thế. Vớ va vớ vẩn lắm. Tôi bảo đóng cửa vào cơ mà. Anh Hồ ơi, anh cứ bình tĩnh. Chúng tôi đói quá. Anh xem có cái gì cho vào bụng chúng tôi đói không anh Hồ ơi? Cho tôi ăn đói à? Không. Này, đây, có hai củ khoai đây này. Ăn đi. Đấy, này. Ăn đi. Cảm ơn anh Hầu nhé. Đi vào đi đây. Tôi ăn toàn. Ngồi. Ngủ. Này. Ăn đi rừng ngủ đi, mai có sức mà thi nhá. Tôi đứng đây cả đêm đấy, đừng có hòng mà ra ngoài. Ôi, mấy nha. Chàng ơi. Ơi. Chàng có đói không? Thế chàng có muốn ăn gà không? Mai, mang gà lên. Gà đây ạ. À. Đùi. Chấm. Chấm tiêu cho tiêu. Dậy, ngủ đi. Rượu cái đầu nhà ngươi. Ngủ đi, để cho người ta ngủ.
Cô thông cảm cho con cảnh mệt quá nên con ngủ quên. Cô đừng nói lại với ông cô nhá. Nhà ngươi là giỏi giải thích lắm đấy nhá. Dạ. Thế mấy vị khách đâu? Dạ bẩm cô, vẫn ở trong kho đấy ạ. Gọi mọi người dậy nhanh lên. Ôi giời ơi, dậy đi. Dậy. Cô chờ để con. Ôi, này. Dậy đi. Ôi giời. Dậy. Có gì ăn không? Bỏ bụng ra. Dậy, chuẩn bị ăn đi. Chuẩn bị đi à? Tỉnh táo. Đây, còn thi. Nhanh lên. Hôm nay đi chợ buổi sáng xem là vợ chồng mình mua được những cái gì này. Tôi á, ông bà, ừ. Con mua bánh được rồi ạ. Về. Thôi mang về đi. Này, ông nó. Theo ông ấy, thì liệu cái cậu thư sinh ấy có qua được cái phòng này không? Chào ơi, nhìn cái mặt ấy nó ngu lắm. Chưa chắc là vượt qua cái vòng này đâu. Bởi vì nó ngu giống cái hai cái thằng trước ấy. Nó có mỗi cái chữ tử thôi mà không đánh vần được. Lớm nữa, cứ gỡ mồm. Tôi là tôi tin hai cậu ấy lắm. Mà chắc chắn là vào đợt này. Thôi, không bàn cái việc ấy nữa. Bây giờ ấy, ra là tôi mua cho cái chân giò. Để tới tôi về tôi bảo tôi đó linh cho được tầm bổ. Đúng rồi, tầm bổ. Này, tốt. Cái chân giò này bao nhiêu tiền? Một đồng ạ. Cái gì? Tươi lắm ạ. Mày vừa nói câu thì mày nói lại cho ông nghe. Chân giò này. Dạ, một đồng ạ. Một đồng? Đồng. Tao cho mày nói lại câu nữa này, bao nhiêu tiền? Trời ạ. Năm trinh ạ. Dạ, năm trinh ạ. Mày nói thế còn nghe được. Ông khi cái chân giò này cắm vào mày. Cái chân giò này giả mày hai trinh. Hai trinh. Này, cầm về, ninh cho cậu. Nhớ phải ninh trừ vào nhá, răng dạo này ông yếu lắm rồi. Mua. Thôi, không mua cái gì nữa. Trời mưa rồi, không mua bán gì là ve. Nhưng mà tôi là tôi muốn mua thêm một con gà nữa làm phần thưởng cho người chiến thắng vào buổi tối ngày hôm nay. Thôi, không phải gà quẻ gì cả. Một con thôi. Không mua, nhà mình nhiều gà rồi. Bây giờ nếu mà muốn mua gà làm phần thưởng cho nó thì về bắt một con, bảo bọn này nó thịt cho. Được. Thôi, đi về đi, không về, mưa quá rồi. Mưa, về. Nhanh lên. Trả tiền. Nhanh lên, trả tiền. Ôi trời ơi. Cười cái gì mà cười? Thế mọi người chưa nhìn thấy người ta dẫm vào. Đâu rồi hả? Thôi, giải tán hết đi. Nhanh lên, đi về. Oh.
Ôi, quả quả mận. Mận, mặc mận vừa đi. Anh quả đi. Mình là người có học của mình. Cho anh chén nước mận. Vâng, dạ. Vâng ạ. Tắm trắng. Này, mày có nhìn thấy gì không? Nhìn thấy mận. Trời ạ, tao không hỏi mận, xin hỏi sen. Sen gì? Sen đang tắm. Tắm á? Mà này, tao nhìn thế. Nhìn thế à? Phẹt. Phẹt là phẹt thế nào? Cùng lắm mới nhìn thấy cái giày hiếm. Làm thế nào để nhìn thấy sen bây giờ nhỉ? Ui sen, sen đẹp lắm. Sen em là sen em đẹp lắm. Em đẹp như trăng rằm giữa mùa đông. Mày mê ngủ giữa ban ngày à? Mê ngủ cái gì? Tao đang tưởng tượng. Này, không phải tưởng tượng. Tao có cách rồi. Cái gì? Cách gì á? Tiêu tiêu tiêu. Úi giời, tiêu. Ra đi tao bảo. Bắt đầu rồi. Tiểu, có muốn ăn thịt gà không? Ăn thịt gà không? Ăn thịt gà. Nhưng mà hôm qua Tiểu ăn thịt gà rồi. Hôm qua Tiểu ăn xương. Mày ăn toàn xương. Thịt còn tao ăn hết chứ còn đâu. Gà đâu? Thì gà trong này. Đấy, cái vải hồng đấy. Bên em mà lấy gà ra. Thì gà trong này á. Làm nhá. Gà. Thịt gà. Tèo không nhìn thấy. Tèo không nhìn thấy. Tèo không nhìn thấy gì đâu. Tèo bảo ăn thịt gà mà. Rót trà. Xong hết cả chưa hả ông? À xong hết rồi. À bà nó cứ ngồi đây. Này. Này chàng trai, cậu đã vượt qua được phần thi thứ nhất, bây giờ đến vòng thi thứ hai. Nếu cậu mà được qua vòng thi thứ hai, có nghĩa là cậu được thưởng phần thưởng rất là lớn. Nếu mà không vượt qua được thì bị phạt như thế nào cậu biết rồi đấy. Nhớ đấy. Đơn giản nhá. Phần thi này, cậu phải chuyển hết số thóc này vào trong kho cho ta. Trong một tuần hương. Tưởng gì? Cả một tuần hương mà có tí nhỏ eo thóc này á, quá đơn giản. Cậu con á, làm tí
Sao bảo lúc nãy bảo dễ lắm cơ mà. Mà phần hương của ông ngắn cũng gớm như này thì cậu còn không chắc đã bế chỗ thóc này đâu. Thế mới gọi là thi gì này. Đúng rồi, thế mới gọi là thi chứ. Đúng không? Phần thi này là phần thi gì? Bà nhắc cho cậu ấy đi. Phần thi này là phần thi sức khỏe. Sức khỏe là cái gì đấy? Ôi giời ơi. Mật, con đứng ngay sau bà đây. Mày làm tao giật hết cả mình. Tôi giật mình hay bà? Tôi giật mình. Đi vào bếp lấy cho bà cái đùi gà ra đây. Đùi gà. Thi sức khỏe. Này, đây là cuộc thi về sức khỏe. Đây là tao đã chuẩn bị cho nhà ngươi một cái đùi gà. Ăn thật nhiều vào cho có sức khỏe nhá. Cái thằng con. Cái ông. Cả đời lấy tôi là chưa bao giờ thưởng cho tôi cái đùi mà bây giờ thấy dai trẻ là cho nó đùi ngay. Ông cứ bình tĩnh, ông cứ bình tĩnh, ông đi vào đây, ông đi vào đây, ông cứ bình tĩnh. Đùi gà là cái gì đấy? Đùi gà? Cậu không ăn được đâu. Mang đùi gà vào đây. Ăn được hơn nhỉ? Con mật đâu? Đùi gà đâu? Đây bà ơi. Ôi giời ơi, đâu thế? Đây, đùi gà của cậu đây. Mời cậu soi đi, cho nó có sức khỏe. Dạ, thưa bà. Thưa bà, bẩm cậu ạ. Theo như con ấy, cái đùi gà, sức khỏe của cậu con là vô biên à. Không cần thiết phải ăn đùi gà. Cái đùi gà này để tránh đầy tớ chúng con ăn là hợp lý à. Ông nói lời ông. Phí chưa? Phí chưa? Đùi gà của tôi. Dạo ơi. Thôi, bây giờ chàng trai đã sẵn sàng chưa? Hầu đâu? Dạ. Châm hương. Dạ, thưa ông, thưa bà, thưa những con gà trong sân, thưa cái cân ở trong bếp, thưa cái ghế xếp ở trong nhà, thưa con gà ngoài sân. Dạ. Trời ơi. Bắt đầu nhá. Bắt đầu. Em ơi, cố lên. Cố lên. Anh ơi. Đông và có đông. Em mệt quá. Mạnh vào. Không mệt nhưng mà tí nữa là nó lại. Bây giờ như này nhá. Thân ai người lo, hồn ai người giữ. Bây giờ em cố gắng lết lên trên nhà. Sau đấy anh sẽ lên theo. Nếu mà lên được đến nơi mà toàn mạng ấy, thì anh sẽ thưởng cho em một nụ hôn. Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi. Giang lúc thế này rồi anh đừng có đụng vào người em nữa. Cố lên em ạ. Tập lên này khỏe hơn cả uống thuốc đấy. Vâng, em đang cố đây. Mệt quá anh ạ. Bây giờ tuy nó mệt nhưng mà nghỉ một lúc thì nó lại khỏe hơn nhiều. Tôi cũng mệt lắm rồi ông ạ. Tôi nghỉ đây. Thế ông Tập, ông có thấy khỏe hơn không? Bà ơi, tôi với bà sẽ nắm tay nhau đi khắp thế gian. Vâng, chúng mình cùng đi khắp thế gian. Này, ông này già rồi, làm cái kia không biết ngượng à? Có mà anh nói thế anh không biết ngượng ấy. Chồng người ta già rồi mà hạnh phúc cái kia. Anh có giỏi thì anh cõng tôi đi khắp thế gian đi. Ok, em bị làm sao đấy? Em nói gì thì cũng phải tôn trọng anh chứ. Tự nhiên có một cái hiện tượng như thế thôi mà ụp ngay vào đầu anh. Còn đúng đúng à?
thanh niên mà không bằng ông già. Ý em là gì? Anh cõng em ấy nhỉ? Lên đây. Anh cõng thật đấy à? Lên đây. Bao nhiêu cân tất? Lên. Này chung nó chắc là em nhảy lên đấy nhá. Lên đi. Ôi, tôi tưởng anh thế nào. Ai ôi, gãy chân chống chính rồi. Ôi, giấu hổ cái mặt tôi không. Kìa, gọi cấp cứu đi, ngồi đấy mà khóc à. Như núi Ngũ Hành Sơn đè lên Tôn Ngộ Không, thế là chịu thế nào được chứ này. Anh có dám nói tôi như thế hả? Từ nay anh đừng có tìm tôi nữa anh nhá. Kìa. Ôi giời ơi. Đứng lại. Em hôm nay là hơi bị ngạc nhiên. Tại sao bác lại đến sớm như thế? Liệu lát nữa trời có nổi cơn giông không? Sao chú lại mất niềm tin về anh thế? Này, anh nói chú biết nhá. Bàn tay này cũng có ngón ngắn, ngón dài. Đúng. Có phải hôm nào cũng như hôm nào anh đến muộn đâu chú. Thì tóm lại là bác cứ phải nhận bác là cái ngón ngắn đúng không? Thôi kính bác vào ly. Uống để chúc anh em mình luôn luôn khỏe. Và mỗi ngày cứ làm với nhau vài ly thôi. Mình cảm thấy tinh thần nó sảng khoái. Thế là được. Chú ạ. Tuổi già nó ập đến rồi. Mỗi năm thêm một tuổi. Chú trông cái đầu anh này. Mũi tiêu rồi, tóc bạc rồi. Mà ngán ngẩm nhất ấy là cái thứ mình thèm bảo nó không chịu nghe thế này. Chán quá rồi. Thế nên cứ chiều anh em mình gặp nhau làm ly rượu là anh cũng mừng rồi. Cảm thấy nó vui sướng rồi. Em là cứ tưởng là chỉ có già tóc già râu, còn mọi bộ phận khác thì còn lâu lâu mới già. Hoa bác cũng lại già hết cả. Thế là chết. Nhưng mà nó cứ đeo đẳng mình suốt đời mà chả làm ăn gì được. Thế mới mệt gì đi. Em là nhiều khi này cứ nhiều khi mà nó ở dưới nó bảo cái ở trên, nó là trên nó là còn không duyệt. Chú anh hơn chú có vài tuổi. Chắc là sang năm chú giống anh thôi. Không phải sang năm đâu. Mà ngay bây giờ em nói đùa cho vui cũng thế rồi. Cảm nhận rồi. Này. Mà này cái chú Phúc là sao đến muộn thế nhỉ? Nhỉ. Ngày nào đến muộn thì... Không hiểu ra làm sao hay là đi viện rồi. Chết. Hả? Thế chú có điện thoại cho nó không? Để em điện lại cho tình hình thế nào. Điện xem nào. Mà hôm qua vẫn còn nói chuyện với nhau mà. Sao đấy, cứ phải bịt miệng đấy. Dạ, em chào hai bác. Ở đây rồi. Ôi, lên đây xem nào. Ôi giời ơi. Mồm miệng. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, thế nào. Này, trông có giống cái chỗ mà cái cột điện chéo như này này. Thế là mặt chú ở giữa như này này. Cái tội là tội nói lăng linh tinh nhiều. Chính vì thế cho nên chắc là bị kiến ba khoang nó phang cho. Theo anh là chắc chắn là cái tội này ấy, là tội là đi đường là chú này là chú trẻ. Chú hay trêu gái lắm. Bị nó đánh tuyết cả mồm. Tan tội còn đánh võng trên đường nhựa đấy. Tráng trứng là lạng lách chứ làm gì mà tráng trứng cái gì. Mồm nó chả rách. Chuyện dài lắm. Ôi trời ơi, bây giờ em biết phải làm sao các bác ơi. Tóm lại nó có chuyện gì thì chú phải kể cho anh em nghe đàng hoàng. Cứ làm sao, sao ở trên giời ấy. Thì cái hải chú cũng sốt ruột quá để hai chú cứ đấy đến giờ toàn nghe đấy chứ sao đấy. Thế làm sao đó bây giờ nói tóm lại là làm sao? Hôm trước em tỏ tình với Cúc đại đoá cầu hôn nhé. Thì đang định xí ca lô thì bị đấm như mỡ alo. Tôi gọi là này, ngày xưa chú ấy bảo là mà, lúc còn bé bố mẹ luôn cho trẻ số đen để cho nó mát trong. Mát thì chả thấy, chỉ thấy số đen. Anh nói ôi chú biết chưa? Chú bảo là đang định xí ca lô. Anh biết cái xí ca lô của chú rồi. Cái mồm nó cũng gào như cái đổ bô ấy làm gì vậy? Cái việc đấy anh nói cho chú biết này. Nó phải từ từ này, nhẹ nhàng này, từng ly từng tí một này. Rồi mình sẽ xì cà lồ được ngay. Đúng rồi, em cũng làm đúng quy trình như thế. Không thiếu một khâu nào.
Thế nhưng mà lại đi vào hồi kết nó không như mình tưởng tượng. Thôi con tóm lại em là... em quyết định rồi. Nhất định thì em phải cưới Cúc Lại Đóa. Em bảo cô ấy là kiểu gì anh cũng sẽ vẫn cưới em. Thế nhưng mà cô ấy mang đồ kỷ niệm đem trả hết. Thế bây giờ phải làm thế nào các bác ơi? Thôi thôi không có vấn đề gì gấm. Đàn ông đàn an làm sao mà cứ yếu đuối thế. Chú cứ bình tĩnh thôi. Không vấn đề gì đâu. Để rồi anh sẽ tặng chú một cái bộ xếp hình đấy để về chú thao mà xếp hình cho nó vui, đỡ phải đi chơi. Thằng em đang bị như này đến đây chỉ miếng ăn miếng uống rồi vớ va bẩn. Chú lại nhất bên trọng nhất bên khinh rồi. Xếp hình thì chú cũng phải tặng anh một bộ để tối về hai vợ chồng anh còn có cái mà xếp hình. Còn xếp phải không này nhá bác nhá. Hả? Em nói bác biết nhá, bác bỏ ngay cái ý định đi nhá. Sao thế? Còn riêng thằng này nhá, chỉ còn một hàm trên hoặc một hàm dưới là cũng nhất quyết là trận này là xuống cạn máu luôn, khô máu luôn. Không có ai có thể giành được bộ xếp hình với thằng này đâu nhá. Đúng rồi. Bộ xếp hình là phải thuộc về đây. Không, rồi chú yên tâm, không phải lo, bác cũng yên tâm. Ngày mai em sẽ ra Đồng Nát em mua hai bộ về tặng mỗi người một bộ. Đấy thì anh như này anh tặng nhau. Anh là cứ đi nước ngoài, đi Thái Lan, đi châu Âu, đi Mỹ về là có gì anh tặng hai chú. Vâng này. Chơi đồ phế phẩm đấy, ra Đồng Nát thì còn nói chuyện gì nữa. Chú bị thần kinh không? Mua hàng hiệu để mà chết tiền à? Bởi vì em biết ngay là thể nào em tặng chú Phúc một bộ thì bác cũng sẽ đòi. Chính vì thế cho em chắc chắn là em cứ mua luôn hai bộ. Gọi là Đồng Nát ấy thì cho nó đỡ tốn. Chú, chú này, so bì tính toán từng cắc một thì thế là không ổn rồi. Anh như này, anh quá phóng khoáng đúng không? Giờ nhớ nhất là cái vụ anh đi Thái Lan về. Anh tặng các chú bao nhiêu quần lót các chú có biết không? Mà quần lót Thái Lan hơi bị xịn đấy. Bác nói thì nhắc lại thì em cũng lại để nói cho bác dòng tai bác nghe nhá. Cái gì? Bác kêu là bác tặng em mấy cái quần lót. Đúng rồi. Đúng rồi. Toàn quần xịn thôi. Em đã nhận rồi. Thế bác có nói là hàng hiệu, hàng xịn, xịn cái kiểu gì. Mà em về em mặc được hôm trước hôm sau cái mà nó rút chỉ một phát. Mà anh biết là tự dưng nó tách làm đôi thế này. Mà vợ em cứ nhìn em cười sằng sặc thế. Cô này bảo úi dồi anh mặc cái quần chìm ở đâu ra mà trông như là người da đỏ ấy. Thế là cái lô đấy à? Thế bác đưa cho em ấy. Em mang ra em vò qua cái để cho nó giữ form. Thế quái nó co lại. Đút chỉ vừa mỗi cổ tay thôi. May mà không mặc vào thì hỏng hết xương ống. Chú ơi, tôi bỏ mẹ rồi, anh nhớ ra rồi. Khổ quá. Đấy là chắc là cái chỗ quần áo, cái đồ xí căng hen vợ anh nó nhon vào để cho ở nhà quê. Ôi rồi. Ôi thế à? Này mà em... Mà em nói anh ấy, hôm trước là cũng bảo đi Thái Lan về tặng cho em đôi giày ấy. Hiện đang đi cùng các em xinh tươi trẻ đẹp. Tự nhiên là thấy bàn chân mình man mát. Cú xuống rồi thấy mồm nó há ra. Như thế còn đỡ. Đế giày không thấy đâu. Thế là anh em mình cứ chiều đến tổ đàn ông sau năm giờ. Hội đàn ông sau năm giờ họp hành như thế này là vui. Thôi làm cái đi. Tơ hồng người ơi tương tư mà chim sao sẽ chỉ luôn kiếm thứ thương nàng một phen sao. Xong chưa? Dạ cô ạ. Hát hò lan cả lên. Dạ. Này đẹp không? Ôi sức sống quá. Này nói ra nghĩ chán ghê cơ. Sao cô? Đời cô nhá, toàn đi giúp người khác để hâm nóng tình cảm. Vâng. Nhưng mà đến lượt mình chán không thể chịu được. Chán gì lắm. Cháu nghe rồi. Nghe gì? Bố cháu bảo gọi điện cho mẹ cháu nhá. Bảo là cô ấy với cả chú ấy tối nào cũng chơi xếp hình. Mà có khi là cãi nhau cả đêm. Thích chơi cái trò xếp hình lắm. Đúng không? Bố cháu là chuyện gì cũng kể cho mẹ cháu được. Đây dán nước thế này đi. Ô thế hả? Thế bố cháu nói là thật sự đấy ạ. Thật mà. Ôi, này mà bố cháu giỏi thật đấy. Không biết kiếm ở đâu ra cái bộ xếp hình nhá. Mà chơi nó thú vị lắm. Màu sắc thì đúng là nhìn vào cứ hoát vào mắt lên. Rất là nhiều màu đa dạng nhá. Chơi hay cực ý. Nhiều hôm nhá, cô với chú ấy thức cả đêm đấy. Cãi nhau chỉ vì trò chơi xếp hình đấy. Thế cháu ấy cứ tưởng tại cháu đi nước ngoài lâu quá là không biết. Thế à? Vâng. Này, mà cô còn cá luôn nhá. Là chú Phúc này này mang cả bộ xếp hình đến cơ quan chơi đấy.
Thế à? Nhiều hôm nhá, cô để ý có khi đang đêm tự dưng bật dậy để chơi xếp hình, cứ thấy nói chuyện một mình nữa, hóa ra là chơi xếp hình. Cái trò xếp hình nó làm các hộ gia đình cứ gọi là điên đảo. Cô cháu mình lại chuẩn bị tiếp nhá. Thôi chào vào đây đi. Cô cháu ổn cả chứ? Ổn à, con chào bố, con chào bác à. Đấy, các bác thấy con chuẩn bị này được chưa? Đấy không? Trông được đấy. Quá đẹp đi chứ lệ. Thế hai bác dùng gì, uống gì để con lấy ạ? Mày cho bác ít bia. Cái gì? Bây giờ là mấy giờ rồi mà bia mới nhậu? Ôi giời ơi, ông còn thèm bia hơn tôi. Ngày hôm nay bận bịu hội đàn ông sau 5 giờ không họp được. Thế bây giờ uống bia chứ còn làm gì? Không sao, bia bây giờ nhậu luôn ở đây thì cả nhà mình chuẩn bị cho nó xốp. Nhậu ở đây á? Cô tôi chân. Sao? Thì nhậu rồi. Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sống không cao vời vời, 20 năm cuối là bao, đời sống không là bao, là bao, đời sống lâu là thế. Đấy, em ngắm đi. Đấy, được chưa? Liếp, sao hôm nay sang thế? Ô, bây giờ là ngày nào cũng phải sang như thế này để cho cúc đẹp đầu hấp của anh cảm thấy được hạnh phúc. Thôi được rồi, vì tình yêu của tôi và anh mấy lâu nay cho nên hôm nay thì đặc biệt đến đây nghe anh giải thích một lần. Sau rồi đường ai đấy đi, anh đừng có làm phiền tôi nữa đấy. Em ngồi đây đợi anh một lát nhé. Sao người ta điện đi? Ấy, mình đang hưởng ứng giờ trái đất mà em. Là sao? Tức là mình đóng quá khứ, bây giờ mình mở tương lai. Này, anh đừng có giở trò nhá, tránh ra tôi ra. Giở trò gì em? Ôi, bắt quả tang nha. Mọi người có thấy trộm chạy vào đây không? Trộm nào? Mày thần kinh à? Vớ vẩn, vớ vẩn, đang vui thì thường bảo trộm. Rõ ràng là có trộm mà. Mà lúc nãy em nhìn thấy nhà anh Phúc sao lại mở cửa mà lại tắt đèn? Thì trộm nó có chạy vào đây không? Trộm nào? Tôi chỉ thấy mỗi ông chạy vào thôi. Trộm trộm cái đầu mày. Mày đi xuống làm đi. Thôi, đi xuống làm việc đi. Trong cái đầu có khác gì? Rõ ràng trộm. Đáng vui thì rất dây dàng. Mà tôi nói với các anh các chị, tôi đang vui các chị anh chị làm tôi mất đứt dây đàn này. Không gì à? Thế thì tôi phải đi về nhỉ? Về đứt dây đàn nhá. Bọn này được chứng kiến này, bọn này vui. Phim chỉ có đến thế thôi. Đi về nhé. Thế thôi, xin phép. Thôi nhá, chúc hạnh phúc nhá. Đi đi mà. Này, chú làm như thế này nhá. Ngày mai ấy, anh quyết định khai trừ chú ra khỏi cái hội đàn ông sau 5 giờ. Ôi, này là bằng thế. Kim chỉ nó phải có đầu chứ gì. Báo cáo, khép vào cái cửa à, khép vào à. Hạnh phúc nhá. Thôi anh đi ra chút cửa lại đã. Đấy, được rồi. Ôi kìa, đi ra chút cửa lại. Từ đấy. À đây đổ chuông rồi, búp bê xinh đẹp đây giờ. Alo. Alo. Anh đang đâu đấy? Anh đang đến nơi rồi nè. Con mèo điên. Anh đến rồi, em còn nghe làm gì cho nó tốn điện thoại, tiền điện thoại của em. Người ta không nghe, người ta đang có điều kiện sao lại không nghe. Tan 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 tan. Ai đây? Nam, sao lại là Mai Bi? Hả? Anh dẫn Mai Bi đến để lừa chú đúng không? Khổ quá. Anh định kiếm mấy đồng tiền rẻ mạt đúng không? Khổ quá. Thế ai đây? Này, vừa phải thôi nhá. Bình tĩnh nghe ta nói im, nào. Im, im, ba cái ngày xưa nó lừa cháu ấy. Im im để thằng Khánh nó nói cho nào. Giống hệt Bảo Khánh, giống hệt Bảo Khánh.
đây không phải là Mai Bi. Thưa ông, giống ai như hai giọt nước thế? Hả? Đây không phải là Mai Bi. Nhắc lại nhá, đừng có nghĩ là thằng này là thằng hai mặt. Người ta... Em là Kiều Ánh Tuyết, em mới từ hải ngoại về ạ. Đây là một siêu mẫu mới từ hải ngoại về. Cháu đây, làm Kiều rồi. Anh Tuyết. Kiều Ánh Tuyết. Được đấy, này. Này này, cháu nhầm rồi. Này cháu ơi, ở trên cái trái đất này ấy, người với người giống nhau như hai giọt nước là cái bình thường. Có chuyện có thật hả bác? Mày nhầm to rồi. Ngồi ngồi đi. Lúc đầu ấy, Bầu Khánh cũng bị nhầm. Mai Bi tìm đến, đưa bàn tay ra. Xin được trao số phận cho Bầu Khánh. Ăn một tạt. Ăn một tạt luôn. Không bao giờ chấp nhận Mai Bi. Cô là Mai Bi đúng không? Đúng không? Đấy. Oh no. Tiếng Anh là Mai Bi. Này này này, kiểm tra lại luôn nhá. Lúc đấy tôi còn gọi điện cho gia đình nhà Mai Bi luôn. Và Mai Bi vẫn đang ở quê. Khổ quá. Thế thì I'm sorry. Nếu như những cái điều tôi vừa làm làm cô sợ nhá. Thế thì so sorry. I'm so sorry. Thôi được rồi. Bầu Khánh mày sang kia để bình tĩnh nào. Kiều Ánh Tuyết bây giờ chuyển về ở cùng mấy con rồi. Thế à? Ở chung nhà luôn ấy. À. Hai chị em ở cùng chung nhà san sẻ bí quyết với nhau. Thế mày ngồi lui ra kia cho anh Tuyết ngồi đây cho nào. Anh Tuyết nhá. Ngồi đây, em ngồi đây. Được làm quen với hội đàn ông sau 5 giờ mình đấy. Anh cũng xin tự giới thiệu với lại anh Tuyết. Dạ. Nhân danh anh là hội trưởng hội đàn ông sau 5 giờ. Mà đặc biệt nhất là hội đàn ông sau 5 giờ của bọn anh là đang thiếu đàn bà. Nếu mà em vui vẻ thì qua Bầu Khánh đây thì em có thể sát nhập với hội đàn ông sau 5 giờ của bọn anh. Ôi, thank you. Này, bác Mạnh ấy là giám đốc một công ty truyền thông của mình ấy. Rất là nổi tiếng luôn. Vừa xây dựng, vừa làm truyền thông của mấy Bầu Khánh. Thế à? Thật ạ. Thế thì xin... Cơ hội đấy, cơ hội đó. Dạ, cả nhà. Thế thì chúc hội đàn ông sau 5 giờ có thêm thành viên mới ạ. Thôi, cháu xin phép cháu về trước ạ. Mày sao đi. Này, bác Mạnh ơi. Mai Bi, Mai Tuyết. Trời ơi, chẳng hiểu cái gì cả. Trời ơi. Rất có năng khiếu ca hát luôn. Thế à? Mai Bi hát một ca khúc cho bác Mạnh nghe nào. Hát thử xem nào. Một đoạn thôi. Tình yêu là thế, đôi khi là mình ngô nghê, đôi khi là mình ngây thơ, tin một người đến nỗi rơi lệ. Tình yêu nó ngô nghê, nó mới tuyệt vời chứ. Chứ tình yêu mà cái gì nó cũng biết, hỏng bét. Cái gì nó phải ngô nghê nó mới hay. Này, lồng chén đi, lồng chén làm quen nhau thân mật. Rồi. Uống cái nhỉ? Trên tay nâng chén rượu đào, hai bên cùng cọ cho vào mồm nhau. Ôi đang ở nhà với bác Toàn. Bọn anh đang chuẩn bị chơi xếp hình nhá. Anh chơi xếp hình với bác Toàn á? Vậy thôi em nhậu đây. Hai anh cứ xếp hình đi. Trò chơi người lớn nên em đừng có can thiệp vào của bọn anh nhé. Rồi. Vừa thôi, không nó quá rồi, đừng acid ấy. Nào, lấy lên đây. Rồi đây. Rõ luật chưa? Luật như nào, bác phủ yếu lại đi. Ừ, thì ta cứ quản tôi tí thôi. Thôi ta xếp nhá. Ai mà đánh đổ trước là thôi, khỏi phải ăn, khỏi phải uống nhá. Nó còn biết cái bà tai ấy. Được rồi. Chơi luôn. Đấy. Từ từ quản tôi tí đã. Quán tù tì ra cái gì ra cái này. Quán tù tì ra cái gì ra cái này. Nói xem đi. Em đấy. Ôi trời. Đây nha. Quán tù tì ra cái gì là ra cái này.
Lại chéo tay cái. Cứ phải chéo tay uống nó mới vào. Hôm nay anh uống mãi mà vẫn cứ thấy tỉnh táo đấy, không say thế nào cả. Vui quá. Ô hay. Có phải anh Mạnh không? Anh đây, thằng em đây à. Vào đây. Không ngờ anh Mạnh lại có vợ đẹp như vậy. Chú nhầm rồi. Đây là cô em ở trong cái hội đàn ông sau 5 giờ có bọn anh. Người ở khu chung cư bọn anh mà. Anh, em là Kiều Ánh Tuyết ạ. Em mới bên hải ngoại về ạ. Anh Tuyết. Anh Tuyết đó. Gặp anh. Chú làm chén đây. Em xin. Anh nói chú biết đây. Nếu mà số chú có số hưởng ấy thoải mái thôi. Bác có nói thật không? Ôi trời. Anh gần này tuổi đầu, anh này gì có chuyện nói dối. Nhưng không hiểu anh Tuyết có chịu cho tôi xin số điện thoại không? Sắp tới nếu mở kinh doanh sản phẩm làm đẹp, chắc chắn anh sẽ mời em làm hình ảnh đại diện. Nếu em có giúp đỡ anh không? Rồi người này hình ảnh đại diện là quá hợp rồi. Tuyệt vời. Em cho số điện thoại đi em. Dạ. Lão già này thì hơi xấu, mà được cái lắm tiền. Hay là cố đấm ăn xôi làm một tí rồi chạy. Em lẩm bẩm gì đấy? Không ạ. Dạ, đây là cà của em ạ. Rồi, anh xin. Có gì anh cứ liên hệ ạ. Chắc chắn anh sẽ gọi điện cho em. Thôi, xin chào nhé. Số chú là quá hên đấy. Rồi. Ôi. Có gì cần anh giúp được cứ bảo cho anh nhá. Thôi, mình uống tiếp đi anh. Uống đi. Rượu ngon quá. Làm ly nữa. Ly nữa chứ. Ôi say ơi. Ôi. Vẫn chưa uống say. Say là say thế nào? Này mà Khánh ơi. Dạ. Không hiểu thế nào mà lần đầu tiên trong cuộc đời anh uống rượu cực kỳ nhiều mà không thấy say. Tuyết. Ôi dạ. Anh Tuyết. Oh my god. Tí vận luôn nhé. Thank you. Tặng cho nhau rồi đó. Ôi dạ. Thank you. Chỉ thế thôi, người ta không thích gần nhau hơn đâu. Nhớ mà vận luôn đó. Bác Mạnh ơi, đồ quỷ sứ kia ấy, Phúc ấy, vừa alo, nhà lại muốn mở tiệc tại nhà luôn ấy. Bảo là bác Lành đang có mặt ở đấy rồi, đang làm tiệc, muốn mời em ra mắt người đẹp, Kiều Ánh Tuyết. Party luôn. Ra mắt người đẹp cho chú Phúc hả? Thơm quá. Bầu trời hôm nay kìa. Ôi trời ơi. Say mất. Ôi cây đẹp quá. Ôi. La 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 la. Trên đời này làm gì có ai đẹp được bằng ta. Hoa kia cũng phải thẹn, mà nụ kia cũng phải hờn. Mà trong không gian lãng mạn như thế này, có anh hoàng tử xuất hiện thì thích đi. Hoàng tử của em ơi, nàng tử ơi. Nàng ơi, ta đây mà, người yêu của nàng đây mà. Who are you? My name Petano. Petano, yêu tình cầu. Sao ngươi lại ở đây? Nàng chẳng gọi tên ta gì nữa. Nàng đi đâu đấy? Emmy! 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 Emmy đâu? Sorry! Khổ quá, sao cô lại đánh chú ấy hả? Sorry! Ôi xem nào! Trời ơi, đỏ hết cả mặt rồi! Bà này, làm sao cô lại đánh chú ấy thế hả? Mơ gặp thằng Batello, nó đánh yêu em chị ạ. Trời ơi. Sorry. Thằng Batello mà đánh anh cứ như là thằng
tay ba lô ấy, đau thế. Trời ơi. Quá, tôi chơi lệ. Em xin lỗi nhá. Đèn đi. Đèn cái gì? Đèn cái gì? Đèn cái gì? Bác ấy, bác ấy. Thôi khổ quá, tôi ăn hoa quả đi này. Này, dạ? Thế là vừa đấy chú lao vào là làm việc tốt đấy à? Làm việc tốt đấy, mà tự nhiên chưa phải vạ mà má đã sưng rồi đây này. Làm việc tốt thật không hay là lý do lý chấu để làm việc xấu đấy? Cái tâm em cực kỳ tốt, em chưa bao giờ đối xử với bất cứ một cành hoa nào khiến cho một cánh hoa nào có thể rơi xuống được, hiểu chưa? Thôi đi nhá, người ta là gái hải ngoại đấy, từ Tây mới về đấy. Em cũng biết tiếng hải ngoại chứ. Yes, but I'm just Này, thôi nhá, cô chú ngồi nói chuyện đi, tôi chạy về nhà cắm được cơm nhá. À vâng, nhá, thế chị về nhá. Thank you. Em. Dạ. Thế em ở với Bầu Khánh, tối Bầu Khánh chỉ ngủ thôi à? Ôi, anh ơi, Bầu Khánh chỉ có ngủ thôi, em á, còn thay quần áo, chưa cần mặt Bầu Khánh cơ mà. Ôi, sao Bầu Khánh lọc thế nhỉ? Ước gì anh được lọc như thế. À mà này, dạ. Tiện có em ở đây, hay là cho anh tí lọc đi nhỉ? Ôi, chú làm cái trò gì đấy? Là em đang bắt giận cho cô ấy. Chú Phúc ơi, tại sao giờ ban ngày ban mặt với chú đấy, giờ cái trò gì với cả Kiều Anh Tuyết của tôi thế này? Này mà anh nói cho chú biết là Kiều Anh Tuyết ấy là ở bên Tây về, ở trong đầu không bao giờ có cháy giận gì cả. Chú làm như thế này là chú bỉ mặt bọn anh. Chú làm mất danh dự của hội đàn ông sau năm giờ, như thế là không được rồi. Em làm gì đâu? Thôi thôi, muộn rồi, em sẽ về không có cách nào ạ. Ôi trời ơi, nhưng mà làm gì có cháy đâu, ôi trời ơi là trời ơi. Chú ơi, chết đi. Nào, 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 nhanh, 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 em ơi, uống đây, uống nào. Hôm nay em toàn món ngon nhỉ? Thank you anh Phúc nhiều nha. Thank you. Very old. Bây giờ chị đã gồm ẩu nói tiếng Việt đi cho nó lành. Nói đúng không thì ai ấy nghĩ à. Chả biết bao giờ anh em có cơ hội tụ họp. Ôi trời ơi. Thôi 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 này. Bây giờ nhá, cả nhà mình nhá làm một phát cho máu. Thank you. Ngầu ngầu ngầu. Uống đi em. Chị lành hôm nay máu thế. Lâu ngày mới được ra khỏi nhà ấy. Chị kiểu gọi chim sổ lông. Này, biết cả chim sổ lông đấy. Một khi đã biết đã gọi là máu thì không cần biết bố cháu là ai. Hôm nay ấy, hội nhà gái là cần cái gì là anh em hội nhà trai chơi cạn máu luôn. Mà không thua một cắc. Ôi trời, chú nói một cắc mà anh thấy buồn, nó nhột quá mà. Phải nói là hôm nay là chị em cứ tới nơi tới bến đi. Say nhá, sẽ có taxi đưa về tận nhà. Bố tôi anh thiết thì về tới nhà. Cởi quần áo tắm rửa sạch sẽ cho luôn. Ôi là, bác phải nói là cởi đồ, chứ để cứ cởi quần áo nghe nó kinh hoàng. Này, thế mọi khi đi nhậu ấy là các ông cũng toàn đối xử với người khác như thế đúng không? Đúng không? Thế mọi khi mà không có chị em phụ nữ ở đây là các ông lúc nào cũng có tay vịn tay vung à? Không có chị em phụ nữ thì có vấn đề gì nữa đâu. Thế có nghĩa là toàn đàn ông cả. Ơi, mà các bà không thừa biết còn gì nữa. Thế có nghĩa là tôi chỉ là to mồm thế thôi. Toàn đàn ông cả. Chỉ là thùng giống kêu to thôi. Để hội đàn ông sau năm giờ. Vô tư đi. Thôi đừng có chống chế đấy. Xin chào các ông. Toàn giai xinh gái đẹp. Sao lại gặp các bạn ở đây nhỉ? Chào bạn. Anh các chị ạ. Em là vợ của anh ấy, lấy nhau cũng được 20 năm rồi. Đấy, 20 năm rồi lâu thế mà chưa có chuyện gì xảy ra đấy. Ôi này, sao lại có cặp vợ chồng hạnh phúc lâu thế nhỉ? Này, anh chị ơi, anh chị lấy nhau 20 năm rồi mà vẫn hạnh phúc như thế này á? 20 năm. Ôi, em ngưỡng mộ anh chị quá, sau 20 năm mà còn hạnh phúc như thế này. Chả ngủ được mà mệt. Ôi, đúng rồi đấy, bên Tây á người ta thích, người ta đến với nhau, không thích chia tay. Còn ở Việt Nam ta là thích, là nhích cái trà luôn, nhích cả đời luôn. Thế thì mời hai vợ chồng bạn sang đây ngồi luôn. Thôi thôi thôi, không dám làm phiền. Chúng tôi đang định đi xem phim. Ôi, chào các bạn nhé. Chào nhé, gặp lại nhé. Bye bye. Gặp lại càng sớm càng tốt nhá. Rồi. Đấy, già tình cảm thế đấy. Tầm này vẫn rủ nhau đi xem phim. Phải công nhận đấy. Tại sao lại có cái cặp vợ chồng hạnh phúc như 20 năm? Thật đấy. Đúng rồi đấy. Này,
anh nói cho em biết nhé, anh đến với em bằng tình cảm chân thành, chứ không phải chuyện đùa. Mà tự nhiên em lại nói trước đám đông về chuyện tình cảm của mình như thế. Em nói thế là mất chất của anh đấy. Anh cái chân thành cái chân thật cái gì? Anh chẳng bao giờ đưa em đi xem phim ấy. Ôi trời ơi, không xem phim thì ở nhà xem cái khác nhỉ. Biết chồng đi kia biết thế nào là hạnh phúc. Này, hôm trước ấy, anh còn thấy chú ấy điện cho em thuốc đấy. Thật á? Ôi giời ơi. Thế thì làm sao mà còn đòi đi xem phim? Thật. Thế thì thôi, em không cần đi xem phim nữa đâu. Thôi nào, làm bát đi cho vui nào. Thay đổi. Hôm nay em sẽ mời mọi người thoải mái đi. 1, 2, 3. Mẹ là cái trắng. Mẹ là cái đen. Có vui không hả cô Bi? Hôm nay nhá, bố nghỉ cả ngày để đưa con đi chơi đấy. Dạ mẹ ạ. Bố ơi, con cảm ơn bố vì đã đưa con đi chơi. Đấy đâu, đấy con nó nói ngọt không? Ôi trời ơi, đây rồi. Đây là cháu đích tôn của dòng họ nhà ta rồi. Thôi 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 thôi. À bác ạ, chú Phúc đấy à? Mà ăn nói rất chi là khéo nha. Mấy bông hoa đẹp quá mẹ nhỉ? Ừ, đẹp quá. Mấy chú chim nữa kìa. Này, bây giờ con thích cái gì nhá, mẹ cũng lấy cho con hết. Thích không? Con thích mấy con chim mà đang trên cành cây. Cái gì? Bố lấy cho con. Con lại đây. Sướng. Thích không? Đấy, nhà người ta có con có cái thích thế. Như bà ấy, ăn thì rõ lắm, đẻ thì không biết đẻ. Rõ chán. Tại ông chứ tại tôi à? Tôi đi khám rồi, có làm sao đâu. Đàn ông gì mà cái gì cũng lười. Có mỗi cái việc đơn giản, tối ngày làm cũng không xong. Này nhá, bà nói đi nhá. Tối nay về mà há mồm ra mà kêu thì đừng có trách nha. Gớm nữa. Ông giỏi làm được cái gì thì cứ làm đi. Tôi về nhà, tôi tắm rửa, lên giường chờ ông. Được chưa? Hử? Con nhìn thấy chưa? Mẹ đẹp ơi, không? Trên tổ có con chim non kìa. Đâu? Ừ nhờ. Này, gia đình nhà chim hạnh phúc không? Hạnh phúc như là gia đình nhà mình ý. Con thích con chim non này, tí nữa lên bố sẽ bắt con chim non cho con nhé. Chị Lành này. Dạ. Kiếp trước hình như là chị là anh hùng cứu cả thế giới hay sao mà kiếp này chị lại hạnh phúc thế nhỉ? Cái gì chị cũng có. Tôi rất ngưỡng mộ chị. Thế à? Vâng. Cảm ơn anh. Dạ, em cũng rất ngưỡng mộ chị. Chị là chân dài nhất trong các bà, xinh đẹp nhất trong các bà. Ừ. Và cũng là trẻ trung nhất trong các bà. Ừ. Và có một người chồng mẫu mực nhất trong các bà. Ừ. Gia đình anh chị là tuyệt vời. Ừ. 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 Phải nói là cả nhà tôi ngưỡng mộ chị. Cảm ơn chú Phúc. Nhong 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 ngang ở ông đã về. À, chả lẽ kiếp trước mình lại là anh hùng giải cứu cả thế giới à? Ôi, mình hạnh phúc quá. Còn cần gì hơn thế nữa cơ chứ? Nằm mơ mà tưởng là chết thật. Lâu thế. Mãi chả thấy. Kiu. Ôi giời ơi, khiếp lâu thế. Vào đây. Bác Mạnh có nhà không cô? Ôi giời, lão đi rồi, vào đây. Cô ơi. Lại ngồi đây à? Kia. Hả? Khoai à? Món ngon ấy. Tấm vừa chiên xong cho mang sang cho cô đấy. Ôi giời ơi. Cô ngồi chờ bãi chả thấy sao cô ngủ quên mất đấy. Hôm trước đưa tiền đầy đủ rồi nhá, nhớ phải theo sát lão ấy đấy. Nhất cử nhất động phải nắm gọn cho cô, thông tin kịp thời cho cô biết nhá. Đây này, hôm nay đi suốt từ sáng chả có thông tin gì, đang sốt cả ruột đây. Mà đang làm nhá, lăn quay tao ngủ lúc nào cũng biết ý. Ôi giời ơi, ở nhà chán chết đi được ấy. Một ngày kéo có khi chả nói đến trăm từ đâu. Cô yên tâm. Bầu Khánh một khi đã nhận lời rồi cháu biết ngay thông tin là bác Mạnh đang ở đâu. Thế à? Bác Mạnh hiện tại đang ký hợp đồng xoèn xoèn. Cháu cứ gián tiếp đi theo mà. Đúng không? Thôi được rồi, thế là yên tâm. Này, biết cô đang buồn mà gọi điện cho cháu là cháu biết ngay là thèm món xoài 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 và khoai chiên ấy. Này, phải công nhận ý là Khánh tốt thật đấy. Mà này, lúc nào cũng quần xanh áo đỏ nhá. Đấy, đầu tóc thì bóng mượt nhá. Phải công nhận là cháu sướng thật đấy.
cả như cô. Chán lắm, suốt ngày quanh ra quẩn vào. Ôi trời ơi, có mỗi một mình buồn chết đi được ấy. Cháu ấy thì sung sướng, cứ như là con chim bay ở ngoài trời ấy. Ôi trời ơi, tha hồ mà xoải cánh nhá. Có mưa một tí ướt cánh cũng chả sao. Mà có đen ấy thì bị bắn một phát về làm mồi nhậu. Nhưng mà được cái tự do. Chính thì sướng như, nhưng mà cô đừng có bi quan. Bi quan cái gì? Sống cái cảnh cá trọng, chim lồng. Ôi trời ơi, chán lắm. Thế bây giờ nhá, cô nghe cháu. Hay là nhá, cháu giới thiệu cho cô một câu lạc bộ tập yoga. Yoga á? Ừ, rồi thì khiêu vũ. Khiêu vũ à? Đến đấy có nhiều bạn đồng giới lắm. Tha hồ mà tí đã tí tở. Cái gì cơ, bạn đồng giới á? Ừ. Thôi. Nói thế chứ gớm, cô già rồi làm sao mà đến được những cái câu lạc bộ đấy. Đến rồi người ta đuổi về chứ. Yên tâm, đến đấy không những là có những cái người đồng giới mà còn có những chàng hot boy đẹp trai muốn làm phi công. Úi dồi, này, thế bây giờ người ta đang mốt cái nghề phi công của cháu để giúp em bay lên trời, sướng nhỉ? Không phải là máy bay phi công, mà là ý là người ta muốn làm phi công lái máy bay bà già. Cô xin lỗi nhá, cô đúng là chả chịu cập nhật thông tin gì cả nhá. Nghĩa là ấy, phi công trẻ lái máy bay bà già đúng không? Nghĩa là cô là máy bay đúng không? Nhưng mà không được đâu, người ngợm nó cũng phải tương tương một tí chứ. Như cô này á, có mà máy bay cụt cánh à? Lại không cập nhật thời sự gì cả. Sao? Này, hôm trước nhá, có cái chương trình Hoa hậu quý bà ấy, tầm tuổi cô thôi. Úi dồi ôi, bây giờ người ta ngưỡng mộ, người ta thích lắm. Thế à? Nó cứ đầm. À, mạnh mà, đúng không? Hiểu đàn rồi. Đàn đấy. Được đấy. Này, ăn khoai đi. Vừa ăn khoai vừa trò chuyện cho nó đỡ buồn. Hay là cháu có ý, nói em đi. Là cái gì? Hai cô cháu mình hát karaoke. Hát karaoke á? Mình đứng lên mình tập luyện hát karaoke. Đâu lại được lựa chọn vào chương trình cặp đôi hoàn hảo. Thôi. Cô cũng thích hát đấy, nhưng mà hát to thì hàng xóm người ta tưởng là động rồ. Giọng của cô cháu mình mà hòa vào với nhau nhé, cả hàng xóm sang đây xem ấy. Cô cứ hát đi cho múa cho xem. Nhưng mà hát đấy thôi nhá. Nhưng mà múa phải nhiệt tình nhá. Hôm qua cháu mới tập đấy. Cô hát đi. Rồi bây giờ hát bài gì nhỉ? Lối em chọn lối này thôi. Chân em đi bao yêu thương, lầm lối này nàng ơi. Tay em chọn lối này, tay em chọn lối này. Ôi, anh không chọn lối vào đây. Cháu hát một phát là có hai yêu tinh đến luôn rồi này. Yêu tinh ngồi đây. Đây. Chào hai người đẹp. Đang trợ tình gái bản thế này. Hai cô tiên xinh tươi, một cô có cánh và một cô gãy cánh. Này quỷ sứ, sao không gạ bác Mạnh đi chơi? Bác Mạnh đâu? Bác Mạnh đi họp rồi. Họp ở đâu? Đi họp cái gì ở cơ quan đấy, hội đồng quản trị là gì đấy. Hôm nay ký hợp đồng. Này, thế bố ơi, bố nuôi ơi, thế bố nuôi và đàn ấy hôm nay rảnh nhỉ? Hay là lại hát nhỉ? Hay là hát cùng, vừa hát vừa múa. Cho nó vui. Không hát họ. Sao rồi, ôi mặt buồn rười rượi, có vấn đề gì à? Em đang buồn nẫu hết cả ruột đây này. Sao mà nẫu? Bé Sóc nhà em thì về quê với bà, ở đây thì không có vợ. Ngồi nhà hiểu hết cả người. Chán thật đấy. Anh bây giờ còn đang cảm giác mình như là cái kiểu như là người không có hồn. Chán lắm. Sao thế hả bác? Đây, vợ thì về quê. Thế à? Còn thằng Nam ấy thì suốt ngày nó cứ xô với chậu. Ôi dồi ôi em. Bộ tứ cô đơn. Đây này, hôm nay buồn não rồi phải gọi cho con sang đấy. Mang bao nhiêu hoa quả sang còn múa hát văn nghệ cho vui đây này. Hay là con có ý này nhá. Ý gì? Cả bốn người chúng mình tổ chức đi nhậu. Nhậu á? Được rồi. Làm chén cho vui. Món này là vui ngay đấy. Không có được tiếc gì cả, tôi phải ở nhà còn nấu cơm chờ chồng về ăn. Thôi, cứ bà bỏ ngay cái kiểu mà cứ lúc nào cũng như là nàng Tô Thị suốt ngày chờ chồng cái đâu. Phá khách đi. Nhưng mà không được. Hôm nay là tôi có một cái hẹn. Hẹn á? Hẹn.
Trời xanh ơi, sao nỗi cô đơn của tôi nó lại sâu thẳm thế này? Này. Im ngay. Ngồi đấy mà than thở. Nếu mà thấy cô đơn ấy, thử nhảy xuống hồ này này, đo xem nỗi cô đơn nó sâu bao nhiêu. Ngồi đấy không phải than thở đâu. Ủi sướng. Đây đây này, cô đơn hàng km xuống dưới lòng đất còn chả kêu ca câu nào. Bằng từng này đã kêu ca là hãm. Mà sốt ruột quá. Mà ngồi đây ấy, cô đơn buồn chán. Có ai hiểu cho nỗi lòng của tôi không? Hay nhờ. Tôi cô đơn, đang ấy cô đơn, bố cũng cô đơn. Thế mà xẻ xoái mắng tôi từ nãy giờ, cô đơn thì phải chia sẻ chứ. Có bác ở đây em mới chia sẻ. Nỗi cô đơn của em không ai có thể hiểu được. Về đến nhà đồng không mông quạnh, bếp lửa nguội ngắt, không có không khí gia đình, không có bàn tay vun vén của người phụ nữ. Ra đây ngồi, ba ông được dựa với nhau. Ba ông đâu mà ba ông? Xúc phạm. Hai ông rưỡi, được chưa? Người ta không phải là đàn ông, cứ nói người ta là địch dựa. Ra đây, hai ông đàn ông rưỡi ngồi với nhau, toàn những chuyện trên trời dưới biển, chả đâu vào đâu cả. Gọi là chém gió cho nó đầy thời gian đi về, cũng không giải quyết được nỗi cô đơn. Mà cô đơn con than vãn thì con phải ngồi xuống đây cùng chia sẻ. Con này ngồi vất vẻo trên cái hành lang này, nhỡ là lộn cổ xuống dưới ao thì cũng có vẻ là tự nhiên là khổ cả bố cả chú. Mà lại cuối cùng lại thành tâm sự với cá. Con nghĩ là một mình con là cô đơn à? Về đến nhà này bố cũng thế thôi, cũng nhiều hôm là phòng không nhà trống. Đấy, mang tiếng là có hai thằng con trai, thằng thì ở nước ngoài, thằng ở trong nước thì cũng không khác gì ở nước ngoài. Nó đi không ai biết, về không ai hay. Còn mỗi mình thân già ở nhà, vợ thì về quê. Cơm nhà nó lạnh lẽo, nó cô đơn, nó buồn bã. Cơm thì không có ăn, nước không có mà uống. Cứ lọ mọ suốt thì có hạnh phúc ở đâu. Đấy, chú là rất chia sẻ cái cảm giác của bố. Về rồi. Anh xin lỗi hai chú và cháu đến muộn chút. Bạn này, bên đối tác họ mời đi giao lưu, mình cũng phải đi thôi. Tất cả là vì đồng tiền hết, tất cả là vì sự phát triển lớn mạnh của công ty. Thông cảm cho anh nhá. Biết rồi, gớm khổ quá. Mời bác ạ. Cái lỗi nào mà nó chả có lý do, bác không phải nghĩ. Sung sướng nhất hội nhá. Bác Mạnh vừa có được hợp đồng mới, vừa ký kết, lại vừa được thể thao, giao lưu, văn nghệ. Xã hội mình cô đơn từ tối bây giờ. Than thở với nhau đây này. Mà riêng anh nhá, anh không bao giờ để cho cái cô Lành anh nó lanh tanh lành bành tí nào cả. Lúc nào tiền tiêu cũng cứ phải thoải mái, thích gì là được đấy. Bác Mạnh ơi, sáng nay ấy con nhận được một cú điện thoại. Thì cũng là cô Lành gọi điện muốn biết được ấy là ăn chơi ở đâu, có cái hội hè nào cho cô ấy gọi là giao lưu. Con cũng không biết là lý do tại sao cô lại muốn đi giao lưu, thì quan hệ bạn bè hỏi ra ấy thì mới biết cô đang cô đơn lắm đấy ạ. Đấy. Sao mà cô đơn? Ôi. Đấy, tên là Lành nhưng mà thực sự có Lành đâu, cũng thế bảo là trong lòng cũng giá chết. Bác ơi, bác phải cập nhật thời đại đi. Hả? Cuộc sống bây giờ cháu đây này, Bầu Khánh, công việc đàng hoàng, tiền không thiếu, thế nhưng mà vẫn cô đơn, vẫn cảm thấy cuộc sống nó vô nghĩa. Đúng rồi. Chưa chắc bác đã dành nhiều tiền cho cô Lành mà cô đã hạnh phúc đâu ạ. Mà đây, em nói bác tiền này có thiếu gì đâu. Đâu. Đây, nguyên cả cái nhà trên cổ. Đấy, ai giàu bằng ông này. Đấy. Thế nhưng mà là đấy, có thiết tha gì đâu. Mà bây giờ về nhà cũng lại chỉ tốt kiếm ra mà lau thôi. Thế làm nào? Thôi, việc cô đơn tan thở cả ngày rồi. Hai chú với lại cháu nói anh nghe cũng có lý đấy. Vâng, có lý chứ ạ. Lý quá chứ này. Thôi, uống đi cái đàn nào. Uống. Bố ơi, căn nhà cẩn thận. Rách đấy. Ôi giời ơi. Cảm giác như này thôi, cứ ngậm vàng đấy. Trong im lặng.
xuống. Đấy đúng rồi. Đấy rồi. Đi nào. Đúng rồi. Chồng đi anh nào. Này. Anh. Ở nhà đưa dai vào. Em chu đáo thật đấy. Anh là em tin ông hạnh lắm đấy. Vợ vừa đảm vừa hiền vừa xinh. Bên này. Đấy. Đây. Ôi. Đấy. Không, sang bên này đi. Đây, đúng rồi. Được rồi, sang bên này một tí nữa. Đây, anh đem chấm cho một ngô cho nào. Rồi, cảm ơn chị nhá. Lần sau có chuyện gì cứ gọi nhá. Đứng đi. Ôi giời ơi. Bắt quả tang, bắt tại trận. Giời ơi, khổ quá, cái gì mà bắt quả tang. Đi ra ngoài. Anh hiểu nhầm rồi. Thôi, chào vợ chồng, tôi về nhá. Dạ, cảm ơn anh ạ. Nhìn một cười thật đấy. Cái ống nước nó bị hỏng, nước chảy toilet ra ấy. Em phải nhờ chú sang sửa đấy. Sao nó hỏng thế không gọi anh? Vâng, gọi hàng chục cuộc ấy, có thấy nghe đâu. Ôi mình giời. Ấy, bây giờ trong lòng làm gì còn tôi nữa. Hiểu mày, nói thế nào? Trong lòng em lúc nào chả là số 1 của anh. Ôi trời ơi, mà em làm anh suýt nữa đi. Sao? Đứt mạch máu não. Ôi đau đầu ạ. Thôi đi gấp, cái lão này nhiều lúc đáng yêu ra phết đấy. Lúc nào cũng như thế này có phải là vợ sướng không? Nào đau đầu gì, đi vào nhà. Nhà mới sớm ngày ra mà làm cốc chè đặc thế này say ngất ngây cả ngày. Ôi đi chợ đấy à? Tự dưng lại bị nghẹn hết cả cổ. Thế chồng nhìn thấy chồng buổi sáng là nghẹn cổ. Nhìn thấy chồng có như là nghẹn hết cả cổ chồng đi làm đấy à? Này, thế hôm nay đi làm đi, xong rồi để chìa khóa xe ở nhà cho em nhá, đi taxi thôi. Ôi, thế làm sao lại bắt để chìa khóa ở nhà đi taxi là thế nào? Khổ quá, có ai làm cái gì đâu mà kêu ầm lên thế, em có bảo chồng làm sao đâu. Này, mà anh nói cho em biết nhá, anh là bao nhiêu tháng nay là không có tội lỗi gì cả. Anh bỗng dưng em lại bắt anh để chìa khóa ở nhà đi taxi là thế nào? Khổ quá, đã ai nói gì đâu. Mà thôi, không có việc gì thì thôi, làm gì mà cứ phải làm ầm làm mỹ lên thế. Tóm lại là hôm nay để chìa khóa ở nhà cho em nhá. Có cái chuyện gì mà bắt cho để chìa khóa ở nhà? Này, anh là người quang minh chính đại bao nhiêu tháng nay, sống với em là ngọt ngào như mía lùi rồi. Hay nhỉ, vừa mới nói thế mà đã gào ầm lên. Này đừng để tôi điên lên là không xong với tôi đâu đấy nhá. Nhân viên bà định làm gì? Bắt chồng đi taxi này. Đường đường là giám đốc nhá. Giám đốc đi taxi, người ta nhìn vào cái công ty như thế nào? Hả? Thì khổ quá. Mà em nói thật với mình nhá, em mà điên lên là không biết em làm gì đâu đấy. Chỉ biết là mình để chìa khóa ở nhà cho em. Hôm nay em có việc nhá. Thế nói tóm lại là có việc gì? Tóm lại là để chìa khóa ở nhà cho tôi. Tôi không nói nhiều. Không để thì làm sao? Thôi. Có chuyện gì mà sáng ra cho nhau ăn cháo chửi thế? Mà em đề nghị nhá, các bác ngày mai ấy, cãi nhau thì cãi sớm sớm để em đỡ phải đặt báo thức. Cái chú này buồn cười nhỉ? Này, tôi cứ tưởng là đang có chiến tranh giữa hai hành tinh. Mà này lạ thật, các cụ bảo rồi, vợ chồng có cái gì không nên không phải đóng cửa bảo nhau. Đang này hai bác lại mở toang cửa ra để cãi nhau thì lạ thật đấy. Hai chú. Này. Nhá, hai chú sang đây mà xem. Cậy làm chồng nhá, chửi vợ thế nào cũng được đấy. Thôi chết. Anh nói cho đàn ông từ đã, đàn ông mà lại chửi vợ thế. Ôi, hội trưởng hội đàn ông sau 5 giờ này là không được rồi. Chửi vợ tới tấp bên trên này. Mà em như thế này là em vô cùng quan ngại. Đầu đuôi câu chuyện chú biết thế nào mà bảo tôi chửi vợ? Đầu đuôi thế nào? Nếu mà nói về yêu vợ, tôi yêu nhất cái khu này. Hơn hai chú nhiều. Hai chú mỗi sáng dậy là hai chú là thích đổ thêm dầu vào lửa hả? Nào, có cần thiết anh ra thì khi anh mua cho 10 lít dầu về đổ cho nó cháy bùng lên. Đây có sẵn bật lửa đấy này. Sáng sớm người ra bà bắt tôi ở nhà, đưa chìa khóa cho bà đấy để tôi đi taxi. Đấy, nguyên nhân nó thế. Em mượn nào? Thì làm sao? Này, bác Toàn, bác thử nói xem. Bây giờ ông ấy ở nhà như thế, ra đường ông ấy nói về em như thế nào? Hay là ông cũng nói xấu em thế? Lạ đấy, đây là chuyện lạ có thật đấy. Anh em mình cứ mỗi lần gặp nhau là nhắc cái bà Lành ấy là ông Mạnh ông sợ cứ như sợ cọp. Thật á? Thế vậy mà bây giờ về nhà thế không hiểu thế nào.
Tóm lại là ba gái có vấn đề gì cứ thoải mái đi, bọn em ủng hộ luôn. Em ủng hộ chị. Thấy chưa? Đấy, thế phải thế chứ nhá. Thế là ủng hộ cả cái việc mà để chìa khóa nhà đi taxi đi. Chứ còn gì nữa nhà. Dừng đấy. Cái gì đấy? Lấy được cả hai chú đó. Thôi được rồi. Hai chú với em cứ ở nhà. Để tôi ra chợ. Làm gì? Tôi mua mấy mớ rau. Đây có rồi. Mấy con vịt. Về cho hai chú với bà ở nhà buôn chuyện. Đúng là nhàn cư vi bất thiện. Thôi đây, chịu quá đấy. Này mình này, ra chợ mà mua con vịt nhớ chọn con nào béo béo nhá. Úi dồi ôi, tự nhiên nhắc đấy lại thấy thèm. Này, con nào nó béo giống bà tốt nhỉ. Lắm chuyện. Rồi đấy. Cái con vịt, cái phao câu nó trông nó nuốt luồn nuột thế kia mà toàn cá trồng. Này. Cái gì? Thế bây giờ đi ăn cháo lòng là đi bộ à? Hay là... À, đây, nhau bảo đi ăn à? Cháo lòng tiết canh mà thế chìa khóa thì bà ấy cầm thế thì hóa ra là đi ăn cháo lòng thòng rồi. Đi bộ, đi chạy việc giã đến quán cháo lòng ăn. Mà chiên trách kỷ hậu, trách nhân, tất cả là hai chú cả đấy. Thế phải nhà này làm sao nhỉ? Thành cháu... Thế gọi vợ, lúc mà gọi em, lúc mà gọi bà. Chả hiểu làm sao. Thôi đi. Thành cháu Hành à? Phòng kinh doanh lại đi làm muộn. Làm gì có cái kiểu đi làm muộn hơn giám đốc là thế nào? Ngày hôm nay lại có chuyện rồi. Xem thế giới có gì mới không nào. Ôi giời ơi. Ủa? Người thế này mới gọi là người thế này. Mới sớm ngày ra mà được rửa mắt như thế này là có phải sướng không? Thảo nào, hết người nọ đến người kia, mắt là cứ cận lòi thôi. Còn mắt mình, sáng gì mà sang sang thế, sang sang quắc nhá, ôi là sang. Đẹp quá. Ôi giời ơi. Sếp chào em. Dạ. À mà dạo này em tăng cân hay sao nhỉ? Sếp cứ đùa em. Em bực mình quá sếp ạ. Có chuyện gì đấy? Mà sao hôm nay sếp đến sớm mà không bật máy lên? Em bật cho. À thôi được rồi. Để lát nữa sếp bật. Ôi để em bật luôn cho giờ. Thôi. Để lát nữa sếp bật cũng được mà. Sếp là y hệt như cái ông Hùng ấy. Cứ em vào phòng một cái là dập luôn cái máy xuống. Dấu dấu diêm diêm cái gì kỳ quặc. Đâu, dấu dấu diêm diêm gì rõ. À thế hôm nay có khí kiếp gì không? Sếp ơi, em điên mất. Thế nào mà tự dưng đợt này em lại hứng lên đi học lái xe sếp ạ? Học lái xe là cái gì mà điên, tốt chứ sao? Phải, nhưng mà ngay cái buổi đầu tiên em đi học lái xe ấy, sếp biết như thế nào không? Thế nào? Thì ông thấy đến cái đoạn cua ấy là ông ấy bảo em là phải phanh lại, phanh gấp lại. Thế là em sợ quá em bỏ tay ra luôn, em bịt mắt vào. Thế là cả cái xe đâm vào cột điện ạ. Thế à? Xe đâm vào cột điện? Đấy sếp ơi. Học nó phải đến nơi đến chốn, học thế thì học ra cái gì? Nhưng mà thế là thôi đi toi thăng lương này của em ạ. Xe của nhà mình phải kiếm người nào cho nó đảm bảo, cho nó chắc ăn mới được chứ đấy. Alo, Bình à? Ừ, anh đây. Này em bảo này, trời mưa to lắm, anh cấp mấy quần áo con là cho em cái. Khổ quá, anh đang ở công ty, chứ gái gú gì đâu mà em. Này, em bảo nhá, vợ anh mà thích kiếm chuyện ấy, em về em chồng trận. Alo, khổ quá, tôi đang nói chuyện với vợ tôi, cô kia im mồm đi sao nào. Ừ, anh đây, alo. Alo. Tắt phụt phát rồi. Bà ấy điên rồi đấy. Bà này bà ấy điên thì cô biết rồi đấy. Cô
cô bỏ ngay cái trò đi nhé. Cô biết là tôi đang nói chuyện với vợ tôi, cô lại nói xen vào. Này, đùa phải có lúc có nơi, đùa đúng lúc đúng chỗ, hẳn nên đùa. Sếp làm sao thế ạ? Trời đang mưa rất là to, em gọi điện cho anh trai em nhờ cất hộ quần áo. Ôi dồi ôi, bọn em ở nhà nói chuyện thế là bình thường. Sao ạ? Chắc là sáng nay sếp chưa uống cà phê. Thế để em đi lấy cho sếp một ly ạ. Ôi giời. Úi giời ơi, Nam ơi, Nam, Nam ơi, làm sao lại ngủ thế hả cháu? Ôi tôi chết rồi. Nam, dậy đi. Úi giời ơi, này, trời ơi Nam ơi. Sao á? Mất vô lăng rồi đây này, trời ơi, cái lũ khốn nạn. Xảy ra một cái là ăn cắp ăn trộm rồi, ôi cái vô lăng đâu rồi, vô lăng đâu rồi, trời ơi. Cô ơi. Hả? Ú, hoài. Ra cháu ạ. Cô ra đây. Ôi giời ơi, xe mà mất vô lăng thì còn nói chuyện gì nữa. Giời ơi là giời. Hả? Giới thiệu với cô, đây là vô lăng này. Vô lăng nó ở trên ghế lái chứ. Chứ có phải nó ở ghế sau mà mất vô lăng. Thế cái này là cái vô lăng à? Ôi giời. Ôi giời ơi, lần đầu tiên cô nhìn thấy cô không biết được đâu. Cô cứ tưởng là đằng sau rồi cũng có vô lăng. Là từ lúc cô nói cô mất cái vô lăng. Sao? Tự dưng cháu lại thấy lo lo. Ôi tôi chết rồi. Sao tự dưng lại thấy hơi đau bụng. Úi dồi, này, đừng có đau bụng bây giờ nhá. Dậy cô lái xe xong thì muốn làm gì thì làm nhá. Này, đằng sao mà bố mẹ cháu tốt phúc thế cơ chứ lại đẻ ra được đứa con ra rồi, ôi vừa đẹp trai nhá, thông minh nhá, rồi lại còn ngoan ngoãn nữa chứ. Này, hôm nay là cô phải cảm ơn cháu nhiều lắm đấy nhá. Dạ. Bỏ ra cả ngày để dạy cô lái xe. Mà này, may có cháu đấy. Không có xe của lão Mạnh nhá, cô dí chìa khóa vào mà dí lấy dí để mà nó không nổ máy đấy. Phải vứt ở nhà đấy. Cô, ta bắt đầu đi nhỉ? Bắt đầu luôn à? Vâng, vâng, ta bắt đầu thôi cô. Đây, vào đây hả? À không. Đi đâu? Tự dưng cháu lại thấy làm sao? Ôi dồi ôi, đừng làm sao nhá. Khi nào dậy cô lái xe xong, cô làm gì thì làm nhá. Đây, giới thiệu với cô là đây là ghế phụ nhá, dành cho người không lái. Còn người lái nó ở bên ghế bên kia. Bên kia? Vâng ạ. Thế cô sang bên kia. À đây, cầm chai nước uống cho đỡ khát. Dạ vâng. Đây rồi Nam ơi. Dạ vâng. Ôi cô ơi, cô mở cửa. Nó có cái tay vịn ở ngoài ấy. Đâu? Nó có tay vịn ở ngoài. Không, ở đấy là gương. Đâu đây? Trời ơi. À đây rồi. Đây. Đấy. Rồi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, sướng thế nhỉ. Sao tự dưng hôm nay cháu lại thấy xe của cháu nó có hình rồng hình phượng thế? Sao ấy dùn à? Không sao. Dí vào phanh xong là ấn vào nút khởi động. Đấy. Ê cô ơi. Cái gì? Đấy là chân ga. Chân ga. À, phanh là cái to bên này. To bên trái. Đây, được chưa? Cô đang đi được mà chân phanh với chân ga mà nhầm nhau là ướt người luôn đấy. Vâng, còn đây là vô lăng nhá. Rồi. À đây là vô lăng đúng không? Bây giờ cô ấn vào phanh xong dí khởi động. Dí khởi động. Đấy, dí khởi động. Đây à? Vâng. Ôi giời. Bắt đầu xe của mình nó hoạt động rồi. Cháu xin phép cháu thắt cái dây bảo hiểm mà cái. Cô có phải thắt không? Cô cứ bình tĩnh ạ. Cô bình tĩnh. Bây giờ làm nào? Bây giờ cô hạ. Ấn vào cái. Ôi giời ơi, khổ quá, bình tĩnh. Là làm sao đấy hả? Là không sao, cháu vui lắm. Cô hạ xuống cái chế độ hạ phanh tay này. Rồi, bây giờ ấn vào chế độ R, cô gạt xuống chế độ R. R là cái R à? Cứ dứt khoát vào. Được rồi. Bây giờ cô tiến đi. Cô tiến. Ấn vào đây hả? Cẩn thận, đừng đánh lái rồi, cô vào xeo. Rẽ đi thẳng. Trời ơi, vẹo sao là cái xiên xeo đây. Trời ơi, cô ơi. Ôi trời ơi, cẩn thận. Ôi trời ơi. Mình ơi. Ôi trời ơi. Mình về đấy à? Ôi trời, mình đấy rồi. Ôi dồi ôi, mình ơi, mình đây rồi. Làm mình lo ngày ngày. Giời ơi, lo cái gì mà lo. Mình ấy chỉ lo cái xe thôi. Nghĩ gì đến tôi. Mình nói thế gì.
anh yêu mình này, nhất hành tinh này, nhất trái đất này mà mình không biết này. Mình thì nói thế này, mọi khi thấy về chìa khóa xe để kia, thế xe đâu rồi? À, xe cho đi gara rồi. Chết rồi, tôi chết rồi, biết ngay mẹ lại đâm vào đâu rồi. Có việc gì không, xe có làm sao không, tại sao mà cho vào gara? Đâm đâu mà đâm, khổ quá cơ. Cái xe ấy là nó bẩn, tôi mang đi rửa với lại khử mùi xe. Không có thì mình lên xe mình lại chê. Ồ thế à? Ừ. Thế làm sao phải rửa? À, thằng Nam nó nôn ra xe. Này em ơi, thế thằng Nam nó đâu? À, nó ở trong bệnh viện ấy. Ôi trời chết, là sao mà vào bệnh viện? Rồi ôi khổ. Biết cái này đâm xe mà, thế tại sao? Không phải là thế. Em đưa nó vào bệnh viện, bác sĩ khám bảo là nó chỉ bị sang chấn tâm lý thôi chứ không bị làm sao. Thế à? Ôi trời ơi, cướp anh làm cái gì mà cứ chồng mắt chồng lên đây. Khiếp người ấy được. Ô, thằng Nam nó dạy xe cho vợ mình mà cũng phải đi viện. À, à. Cả này khó nhỉ.